có chắc là sức khỏe hiện tại của bạn đang tốt, chắc là ngoài ba bữa chính ra bạn không ăn vặt không? Mà cơm trái ngon á, chắc viếng. Cái gì chắc anh nói? Bạn nghĩ là cái việc quét nhà lau nhà hàng ngày là bạn đã có sức khỏe tốt hả? Và bạn nghĩ là bạn cũng đã uống đủ nước hả? Chính vì điều đó cho nên là NuGen quyết định tạo ra chiến dịch cộng đồng vì sức khỏe, tặng 100 suất đo Inbody hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các anh chị em mình luôn nha. Khi tới NuGen thì anh chị sẽ được đo máy Inbody 270 nha. Đây là dòng máy cực kỳ là cao cấp và nó có độ chính xác cao. Bởi vậy cho nên là các bác sĩ và các chuyên gia hay sử dụng nó. Khi mà anh chị tới đo, nó sẽ đo lượng nước, cơ bắp và mỡ của chúng ta chưa đầy 60 giây luôn, có nghĩa là chưa tới 1 phút luôn á. Ngoài ra nó còn đo hơn 25 chỉ số khác để cho anh chị mình biết được tổng thể về chỉ số sức khỏe của mình nữa nha. Và đặc biệt Khoa thấy một cái hay của cái máy Inbody 270 này đó chính là nó không có quan tâm tới cái nhân khẩu học. Có nghĩa là nếu mà anh chị mình á có đổi giới tính, có đổi độ tuổi hay cái bất cứ thứ gì thì nó chỉ đo hiện tại cái chỉ số cơ thể của mình đang đứng trên đây thôi nha. Và đó là một trong những cái máy cao cấp đến từ NuGen nha. Và sau khi đo Inbody xong thì sẽ có các anh chuyên gia như là anh Kai đây sẽ là người phân tích cái chỉ số đó. Thì thông qua những chỉ số đó ha, chúng ta sẽ lên kế hoạch tập luyện nè, kế hoạch ăn uống cho riêng thể trạng của từng người luôn. Và chiến dịch lần này thì NuGen mong muốn là cho anh chị mình ý thức hơn về cái sức khỏe hiện tại mình đang có, cũng như là có các chuyên gia ở đây sẽ tư vấn và cho anh chị mình các phương pháp để làm sao cải thiện sức khỏe của mình nó tốt hơn nha. Và chỉ có 100 suất thôi nha, mọi người cố gắng đến nhanh nha. Ok, và bước thực hiện rất là đơn giản thôi. Anh chị mình chỉ cần nhắn trực tiếp lên bay nè, sau đó sẽ có các tin nhắn tự động sẽ cho anh chị biết được rằng là anh chị đã xác nhận tham gia chiến dịch lần này. Và cứ như thế anh chị mình tới NuGen là thành công nha. Ok, và nhớ tới NuGen nhanh nha.